Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Truyện, và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập mới nhất của Komi Nữ Hằng Sở Giao Tiếp nha các bạn. Trên màn hình của bạn đây là Komi Nữ Hằng Sở Giao Tiếp tập 13, tập 14 luôn nha các bạn. Mời các bạn chiêm ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về từng tập nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 13 và tập 14 nha các bạn. Thì trên màn hình các bạn đây là tập 13 và tập 14. Thì đối với Komi Nữ Hằng Sở Giao Tiếp, thì đối với phiên bản mà tập chẵn sẽ có quà tặng nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái phần bìa rời của tập 13 được gắn bóng nha các bạn. Khá là xịn, tập 13 sẽ không có quà, chỉ có phần bìa thôi. Giá vẫn 25.000 nha các bạn như cái tập phía trước. Đây là cái phần mặt trong của tập 13 các bạn. Nó cũng là y chang cái hình mặt ngoài của phần bìa rời các bạn. Đây, bên trong sẽ in giấy bình thường thôi, không có gì đặc biệt ha, không có trang màu nào hết. Giá tiền là 25.000 nên mình cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn nha các bạn. Đây mình sẽ có một số câu chuyện và đây giới thiệu về tập 14 luôn các bạn. Cái này được in và gia công là 15.000 bản các bạn, khá là xịn nha, khá là nhiều luôn các bạn. Rồi đây là tập 14. Đối với tập 14 mình sẽ có quà, đó chính là food chip, nó rất dễ thương vì nữ hằng Komi nha các bạn. Đây, ngoài ra chúng ta sẽ có phần bìa rời cán bóng như tập 13 thôi, bên trong sẽ không có trang màu nào hết. Thì đối với nội dung tập 13 là bước vào kỳ nghỉ giữa kỳ, những ngày hè của người đẹp, Sở Giao Tiếp và bé Rêu lớp 2 cứ im dìm trôi. Tưởng rằng hai chị em đang ngày càng ân thiết hơn thì đột nhiên bé Rêu lại tỏ ra xa cách. Rốt cuộc chuyện gì này là sao? Rồi mùa hè tiếp diễn, Tadano và Komi muốn rủ nhau đi chơi nhưng chẳng ai đủ can đảm để mở lời. Ngay lúc đó Nasimi xuất hiện với đại tiệc phim kinh dị mùa hè. Ôi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng tập 13 để hiểu hơn về tập 13 nè các bạn. Còn đối với tập 14 thì là nói về kỳ nghỉ hè năm lớp 11 tiếp theo của phần viết tập 13 nha các bạn. Thì của Komi đầy ắp niềm vui và hạnh phúc cùng rất nhiều người bạn, nào là tự mình đi xe buýt nhanh chạy tim về quê chơi cùng em họ và Inaka, rồi cùng đạp xe với Tadano tụ tập với bạn cùng lớp và xem những thiếu phim được quay lại. Cô nàng còn giúp đỡ đứng quầy hàng ở lễ hội và đón bạn bè đến chơi. Chưa hết, chuyện tình cảm cũng đang có biến chuyển. Rồi mời các bạn hãy mua tập 14 rồi mình tự chiêm nghiệm hơn về những trải nghiệm đối với cô nàng được Sở Giao Tiếp Komi các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ giúp mình. Nếu video sau tuần đạt 1.000 view mình sẽ dành tặng các bạn tập 1, tập 14 nguyên siêu đủ quà luôn các bạn. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe và comment số hết nha. Và xin hỏi hết ngày của mình đó là 505. Xin chào và hẹn gặp lại.